Hello, xin chào cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của em. Hôm qua quay phim được rồi. Bây giờ đi vào chợ quay sơ sơ cho cả nhà mình coi nha. Còn cái không khí đi mua đồ Tết về của em mình như thế nào. Bây giờ em quay cho mọi người coi. Hồi nãy em đang quay tự nhiên có cái điện thoại gọi vô nó lại cắt ngang. Không quay được nữa. Quay tiếp tục cho cả nhà. Đẹp mua vậy chân Tết. Cho có không khí mình về quay cho cả nhà cùng đây này. Thank you.
thế luôn. Chuẩn bị đó. Thế luôn. Xuống hàng bánh bày cho các nhà coi ha. Tôi đi thơm bánh đó nha. Chỗ này thì các bạn đặt cái bánh này, bánh làm fresh mỗi ngày.